Ngày 24 tháng 11, Cục Thuế Nghệ An cho biết đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC. Nguyên nhân cưỡng chế là khoản nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản thu khác với tổng số tiền hơn 11,6 tỷ đồng, kéo dài quá 90 ngày kể từ thời hạn quy định. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2024 đến ngày 20 tháng 11 năm 2025. Theo quyết định, Cục Thuế yêu cầu trích tiền từ tài khoản của BMC tại bảy ngân hàng, bao gồm Vietinbank, Agribank, Vietcombank, BIDV, MBBank, Sacombank và VIB để nộp vào tài khoản 7111, tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An mở tại Vietinbank Nghệ An. Đồng thời, yêu cầu công ty nghiêm túc thực hiện quyết định này. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC hoạt động từ năm 1998, có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.